Chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Nguyên. Và hôm nay mình sẽ nói đến một cái công cụ rất là nhỏ nhưng mà có thể giúp chúng ta cải thiện được cái tốc độ làm việc rất là nhiều trong ZBrush, đó là Custom Menu ha. Ở đây các bạn thấy là mình sẽ có một cái Custom Menu như thế này. Ấn phím S, đấy, đây là cái menu mà mình tự tạo ra ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ vào Preference và ta bật phần Enable Customize lên để bắt đầu tùy chỉnh về giao diện. Rồi và chúng ta mở cái thẻ mình này ra. Đây là cái menu mà mình đã tạo rồi. Mình sẽ ẩn đi. Rồi vào Reference chúng ta lại xuống đến phần là Custom UI. Mình xổ nó ra và mình bấm vào nút Create New Menu ha. Thì ở đây các bạn có thể đặt tên gì cho nó cũng được hết. Còn không thì mình cứ để đó, thì mình có thể đổi tên sau. Thì tạm thời mình sẽ đặt tên là test. Rồi. Rồi các bạn thấy là chúng ta có một cái menu mới xuất hiện ở phía trên này, test nè. Và mình sẽ sau khi mình click cái thì nó sẽ đổi chỗ. Rồi mình sẽ nắm vào đây, mình kéo qua. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo những cái phần menu con của cái menu mới tạo này ha. Chúng ta lại vào thẻ reference. Thì vẫn trong cái bảng Custom UI này chúng ta sẽ có cái phần là Custom Sub Palette ha, tức là những cái menu phụ ở bên dưới. Thì các bạn có thể nắm Control On và chúng ta kéo kéo nó vào như thế này và chúng ta thả vào cái bảng có cái bảng menu chính của mình. Thì các bạn thấy là có cái dòng màu trắng nó bao lên xung quanh đó, thì mình thả ra đó, sẽ tạo thêm cho chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể tạo thêm những cái menu con ở bên trong menu con ha. Mình có thể làm như vậy vài lần nhưng mà đây khuyên các bạn là không nên làm như vậy vì nó sẽ làm cho cái menu của mình nó khá là rối mỗi lần chúng ta tắt mở ha, khá là phiền. Rồi sau đó thì chúng ta chỉ việc là chúng ta có thể nắm bất kỳ những cái công cụ nào mà mình hay sử dụng, có thể nhóm nó lại thành những cái tác vụ nào mà nó gần liên quan đến nhau. Ở đây thì mình cứ nắm mình kéo thử đại thôi. Ok. Đây, mình sổ ra. Đây, mình vô tình mà tạo ra hai cái giống nhau thì mình có thể giữ Control On và mình kéo một cái mình bỏ đi. Đấy, ngoài ra các bạn có thể tạo thêm. Thì thông thường thì mình có thể tạo những cái menu con như thế này, nhưng mà đối với ý kiến cá nhân của mình thì mình sẽ không thích tạo những cái menu con như vậy, bởi vì mình không muốn là sổ lên cái menu con này, sổ ra là nó đóng ra đóng vô thường xuyên, cho nên là mình sẽ kéo thẳng ra ngoài luôn. Ví dụ vậy mình có thể kéo vào cái ô test, nó sẽ tự động nó nhảy xuống phía dưới ha. Rồi mình có thể kéo những cái lệnh khác nhau vào tùy các bạn, tùy vào cách sử dụng của mọi người đấy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần đây gọi là cái filler ha. Thì các bạn thấy những cái ô màu cam này thật ra nó là cái khoảng trống. Tại vì ở trong cái phần menu mình tạo này thì mình không có tự trừ khoảng trống được. Đây mình tạo bỏ nó vào đây. Mình bỏ nó vào đây thì nó sẽ tự động nó liền vào kế tiếp ngay cái phần hồi nãy mình đã kéo ha. Kéo xuống này thì nó nhảy lên đây. Cho nên mình muốn tạo những cái khoảng trống thì mình sẽ phải dùng cái filler này mình kéo vào. Hoặc là mình muốn cách hàng nó ra cho nó dễ nhìn chẳng hạn, thì mình cũng phải dùng cái filler này mình bỏ vào thôi. Đó, các bạn thấy là khi mình tạo cái sub menu này thì kéo ra kéo vô nó khá là phiền, nó khá là vướng víu. Để thôi có bỏ nó đi được không? Hình như lỡ tạo rồi thì sẽ không bỏ được. Xóa ra. Đó các bạn thấy ha. Để kéo cho nó, ví dụ mình muốn cái chữ bevel nằm ngay phía dưới cái khoảng trống này rất là khó, cho nên là chúng ta phải sử dụng kèm với những cái filler như thế này. Đấy. Để tạo khoảng trống thì khi đó mình có thể thoải mái mình nắm mình kéo xuống đây. Đó. Rồi ngoài ra là có những cái kiểu dài hoặc là nhỏ hơn như thế này đó. Thì đó tùy các bạn tạo như thế nào. Thì đây là cách mình tạo cái menu riêng của mình ha. Đó, mình hoàn toàn không dùng những cái sub menu, mình thấy nó khá là phiền. Rồi tiếp theo chúng ta có thể đổi tên những cái menu mà chúng ta tạo này bằng cách là giữ phím Control Alt và click.
thì chúng ta có thể hoàn toàn đặt tên theo ý mình muốn, kể cả cái menu lớn ở phía trên này, ta có thể đặt tên gì tùy thích. Đấy. Ha, hoàn toàn rất là thoải mái ha. Rồi, sau khi chúng ta đã tạo xong cái menu này thì chúng ta sẽ tắt đi cái Enable Customize. Đấy. Và nếu mà các bạn muốn save cái menu mình mới tạo này lại thì các bạn bấm vào cái nút Store Config. Nhưng mà mình đây mình sẽ không bấm. Rồi ngoài ra để cho chắc ăn á, thì các bạn phải nhấm là bấm vào cái nút Save UI ha. Thì mình không biết lý do vì sao nhưng mà mình mở lên Xerox thì có một số lần thì nó sẽ bị mất cái phần menu mình mới tạo. Và có những lúc nó có lúc nó mất. Cho nên là cái chắc ăn nhất là các bạn sẽ save cái UI này tại một cái vị trí nào đó mà các bạn dễ nhớ. Và nếu mà mình mở lên mà nó không có tự động nó load thì các bạn chỉ cần load lại cái UI này. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể control Ananas, chúng ta click vào cái menu này. Đấy, và chúng ta có thể set cho nó mọi phím tắt số 1 chẳng hạn. Ok. Rồi, đây mình sẽ bấm số 1 và sẽ nhảy ra cái bảng mình mới vừa tạo. À, mình xin bổ sung là chúng ta có thể xóa được những cái submenu này với điều kiện là chúng ta sẽ bỏ hết những cái nút ở bên trong của cái submenu đi. Đó, giữ phím Ctrl Alt và chúng ta kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài. Đấy, thì sau đó chúng ta có thể kéo cái submenu này ra và xóa nó. Ok. Làm như vậy thì chúng ta đã tạo xong cái menu riêng cho mình. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.